video này thì nhóm biến thì công việc thì mới sản design ví dụ chỉ logo rồi có banner rồi có icon nền nè để tạo tông chỉ mỗi những web rồi có tạo tông chỉ mỗi system nền nè đôi tiền cover nâng chân thì mỗi nhóm nền nôm ở những chỗ cô tiện tồn cho mùi nâng Corel hay cho nó tí bí tiện tồn cho mùi nâng Toolbox tại Toolbox trong hình đồ bốn này nhóm dây bị cú chức bị ca cú chắc là có mọi khách bê dân cho tôi khăn Corel nơi khăn Corel là bê để dân ba mau vì miền tiền vì cho cả mình thì nắng chẳng trong hình đồ bốn dân cho từ bà cả page mùi sân bà cả cả đá ok chân dương cho lại nhú nhú lại ní dương cần nọt tí mũi chmua pha là dương thời thời thám chân đại chmua ok lấy nhầm cho tôi thành lesson one cho lesson one ok cần đá tùm hùm nơi có nông miên cần đá chờ nó dương rơ chân nhầm hở do e4 ok hay ní cứ chỉ khăn nạt ta khăn nạt với cất chỉ milimet cất chỉ xong thì mát cất chỉ ít như được cái miền chờ nó không năng ở dương rồi ok chẳng nhầm vô miền mát cho phù ở khả năng sẽ đạp bộ dưỡng ok hà ní cứ là cái lợi dương ai vô cái lợi OGB C âm Y K ok nhầm rồi OGB cho ok chẳng ở dương cho ok ok chẳng là P để cho máu tiền nắng chẳng nhôm từ bộ nhôm sôm này nôm thua cô mà chân nôn để dừng thở chẳng thua ba thằng lớn ấy cứ tìm mũi để tàu cho mình nó file này không file nắng cứ miền save miền open file rồi cả miền chờ thì để tàu nó import rồi cả extra for nó cứ để tàu nó convert đấy kia tp cứ để tàu nó edit này không này vì miền trời được khnề anh nắng chăm dương detail bắt to tiết hay nắng ti bay đẹp tôn nó bây giờ layout object effect bin map touch table tool window hell hay nắng khổm thì mùi này cứ ai chỉ đẹp tôn cho mùi nắng open save được khnề bỏ phá lên nữa ok hay nắng nè nè xong coi thà page để dựng cột phong thể phở page tùm hôm mấy kế hay khnạt bảo vía từ tầng màn và đòi mã này dựng được cả đạp đây được cái chỗ bán ok à nếu cứ khnạt rồi wow dựng dồn nó chỉ xong thì mát chỉ in point pixel ok à nếu cứ ca mù nó bây để dựng chất mai mù cho chất mai cho khi mù up mù down mù lại samurai nữa ta mù mà đoan bằng màn khnạt bằng màn mm đấy chẳng ok anh ấy cứ đặt tôn là y ok hay thua càng chuyên cứ đặt tôn cho mình color color nó dương ai ad bán dương color nó dương miền color chờ nồi ở dương rứa ok chẳng đặt tôn nâng thua nơi càng chuyên để nhóm trong detail đẹp rồi gọi cho bà làm bây giờ lắm cứ tệ tồn nâng nè thằng chơi ní chắc nhóm vậy bị thua sạp vô mặt cụ ok chắc là cho nó tìm môi rồi gọi thua tìm môi tệ tồn cho môi nâng free hand nâng cứ thua với miền chờ nó không nâng tiết ok chẳng free hand vì miền free hand nó không nâng ok chẳng thua free hand nâng cứ chỉ thua dân cu đôi chỉ cu bách cu anh chăng phần tay là p để dụ dân cu ruột rõ vì quay để dân cu căng vì chỗ ngọt sạn nó cứ vì phịch ở dân sạn vì smooth ok cả nhé chăng là nó cứ sạp dân phở đôi chỉ cu chỉ là cái ai thập một po rồi gọi ấy ok rồi có cầm nào dân cu nên nên nó hay nó không friend là friend hand nó cứ free hand nó miền là tìm mối cứ two point line nó cứ chỉ line phần tài line nghĩa cứ dùng cù pi point là mấy bậc cả bàn line mùi ok chẳng dùng select mùi má dùng mà đo pi tăng na để dùng chọn lén
dừng lên tới anh ăn vị trí bắt tọa đấy chân được không nắng khơi nhà dân trong khu vị trí lệ khả nạ thuận từ lư từ đam từ xuế nghe dân cho control chân việc thuận việc việc phơi ở dương mà việc phơi ta việc chập vô thuận ở dương mà chân ok nằm bên đại dương từ ca tam từ ca dương hết dương cho lệ chân nằm bên đại dương cu hai vì mình khả nạ bên này được nè xong qua để tôn cho mùi năng đi nhé vì mình tao vì ấy cái đấy cho nó bị ấy mà này cái đấy mà này thì tôm hùm bia tôm hùm hay mình đây là tôm hùm bỏ object tầng bốn nắng à này cứ chơi tôm hùm là nhỉ rục bệnh này cứ chơi tôm hùm là ta phần màn thì nắng ok à này cứ tẹt tôn nắng các bà style bà các bà thì những chọn đã hay nắng style là chị tre tre chị đại đại ok à này cứ chọn mình đây ta style bà chọn ok hay à nắng cứ này mình đây ta dương a chờ mù được cổ a à, ni về bán nhé tập về là dương select object nên tới dương a bảo vào a dạy bạn này ok này ấy hay thu nó không friend free hand ta đã xem cho từ Benzer nó cứ viết đôi chỉ line tại vì ai ta vì mình chọn line ta cả này bỏ vì mùi tiết mình này ta nập p đại dương trong cu à trong trong này line đi cùng chấm nói chụp này line nó cứ dương ai cu vì chỉ lẽ cả nè cầm nào thì nhé chấm nập p nơi chủng thom mà đá dương cu thom mà đá tới dương sẽ lệch thom mà đá bắt tay bờ sân chỉ dương trong ở cùng nu việc cáo cứ dương cho sẽ lệch muối cho sẽ lệch thấy dương ở toàn lên mà ơi nó phải để dương mình toàn lên mà nó việc trên các ba pro nhà dương tiền tam cùng nào ông tam được rồi cả bao dương này ok nhé ok chẳng nó phải để vì chụp cái này rồi có viên đi vì client thì chia object budget ok nè bên đây tha nơi p đài toàn năng chụp kia via client để chia object mùi xình nhé nhé hay object năng cứ vì miền kèm khăn khéo bộ vía kèm khăn khéo hay năng kèm khăn nóng kèm khăn khéo kèm khăn nóng năng cứ cờ lỡ nên đi nè nơi khăn chuế bởi dương click khăn mai khăn chuế nơi chom cờ lỡ mùi ná được có khoái viên năng ọt vì bậc khoái mình đây thay dương ọt trả bộ anh nơi lựa ọt chức năng nghe tại bởi dương select mạng chuyên khăn ná cứ ảnh nâng cờ lỡ mùi nâng cứ chứ sẽ cờ lỡ để dương chắc nơi lựa ọt chức năng này hay right click cứ kèm rồi bảo viên chân này khăn ông nâng ọt chức mùi mùi cứ mình tùm hôn mình này nơi khăn ông này được kìa mình style rồi đối với vậy để nhóm phép ta style này bảo viên nâng ok nè hay dương trong trả bộ mình đây thay thì này object nâng dân vô ọt miền bó dự khoai tất vì ọt miền bói ok chân ở bà to mà tiếp cứ tệ tôn cho mùi nâng tool pen nâng cứ là biếp đôi bên giờ mình nâng chân thì vì ai nâng cao ông bàn được cái nĩa ok ok phần tái của ta dương mơ lẹ cả nạo vì khổ nếp mình đi tha cùng nóng để biết sẽ lệch nâng cứ dương ảnh mù bàn lẹ lẹn vì bàn ok kì nhé ok chẳng vì và hạ vì đôi kì nhé ok dương sẽ lệnh mà đo bật chật tới chẳng việc lại thì chỉ object phù mùi đã những miền tây bò bàn đôi kì nhé ok thì tôi mà topi pen cứ b spline nhà nính cứ tẹt tôm chỉ mùi nằng dương cụ về chỉ cầm nào dương ở trong bài sẽ là hai ô đôi benzer và y tế mình nên thay nó về để dương sẽ là object tìm mối object tìm phí cứ chỉ cần lại này cầu cầm nào bởi vì thế nè thế đôi khi này mình nên thay nó về để dương đó là budget vì nó khai là object budget để mình kèm cần kéo nó thì cần không được khi này chẳng dương chạm và tốt thì như vậy chẳng dương right click hay dương chạm và tí cứ less mình đi ta click hàng chuối ok ờ
Và tốt tiếp cứ tẹt tôn là Polyland, Polyland đôi khnía. Polyland cứ đôi chìm mùi nâng viết sử điện bà tác hoàn thà. Dương lì tập ọc mê này thà nâng dương sẽ lệch mùi mùi chốc việc lại để chia lại chọn còn tổ khnía bà tác dương ai lì đôi chìm mùi nâng nè dương cụ cầu chế. Cô bạn này, phải nhé. Nè. Dương cụ cầu là bị chè cầu bán, phải nhé. Dương ngọt, nè. Chẳng vì chạp cầm nào được cái này. Vì bà hai chú môi nâng nè free hand được cái này bằng tay. Free vì ai thắc cu một con của bạn. Ok, nè. Ok. Hay trong khối cứ tẹt tôn ở mùi mùi tiếp cứ tẹt tôn đường sri sri point sri point nắng cứ ok mình đây tha là p để dựng ố vía cứ chỉ bẩn tọt đo cô đại chật đo cô bấy hành trắng chuẩn nói tí bay này ca click bao dương nắng cứ cầm nào này có ba cao bao vía ok chân ok chân vía đôi bẩn tọt chẳng ok và tá đọc p dương chân nội tí pi bảo vía đó vía vi thở ca chân nội tí bay môi tiệt đầm bay cầm nào vía ok nhưng mà chạm mà xa tiết mình thấy thành đọc p là dương click tí mối bờ láng dương lên tới vi trình là như vậy tá ảnh ít dương thở ca point môi tiệt đầm bay là dương nó cao nơi cầm nào cũng lại na để dương chân lại việc cầu bạn ok thấy bên miên tập bay chân nội tí kia nè hay trong khối cứ tẹt tôn chỉ mùi nâng smart draw nâng dương cu chia bật dương cu chỉ ở quay để dương chọn cu mình đi thay dương cu đôi địch mà chứ bản tay là p đại dương la anh mình đi thay là p đại dương dương đồ object là p để dương đồ object anh nâng vì chập mình đây tha vì mất ở dương vì khai tài chi và tọt rồi có chi cầm nâu để vì chỉnh máu vì smooth ở dương khơi mong cái nhé hay vì khai tài chi object tầm mũi nhé hay anh nắng dương cái nhé vì khai tài chi object tầm mũi chứ mà sao thì nhiều máy cùng vậy nha cũ ở dương lẻn ok cái nhé chắc vì khai tài chi rùng vùng cái nhé mà xa tiết nghe ông mà thấy những cụ chạy từ cao cái nhé nhé cái nhé mình đây là vi chập tam tụm rung đè đè ba hạ ba hai nồng quý ok nhé ông mà thấy những cụ chia cài vô nhung bị đọc chiếc nhé ok đi ok ok chân châu mà đó thua xây mới tiện thua xây mới tiện cứ tiết tôn cho mình artistic media tour nắng cứ chỉ cụ được cái nếp bằng tá vì chỉ lẹ cả nạ dương đôi chỉ dương dương cụ tới phần tái style vi miên chờ nó dương phát đồ tam tùm rộng này style chẳng nơi khăn ông niệm mình này thả này dương rơi nít phần tái dương thể tờ rơi style khẳng lưu bảo vệ được cái này ok chẳng bởi rơi dương rơi style tìm mùi cứ tẹo tôn cho mùi nâng này ở preset nắng preset nó là nó cứ tẹo tôn dương cụ đồ chỉ rộng phần này được sọ nhá nữa nhé ok chẳng bởi dương rơi tp tẹo tôn cho mùi nâng brass nó p để dương click tới vì con ở dương là việc được đặt đặt bàn tay vì thông bị thông từ tội ok hay thì bởi nó cứ dương sẽ lệch mới tới dương khơi nhà sò về với đặt sprayer nó p để dương sẽ lệch biết chắc là p để dương cung máu vì là biết đôi chỉ ai tha vì đôi chỉ ca phạt cả là nên chẳng cái nhé vì trình đại đại được nếp bằng ta anh ít ta bây giờ tại đại anh chẳng dương rất là sai t
ទី4នេះគឺ calligraphic អាហ្នឹងបន្ទាត់ផុសវាវាស្មើគ្នាទាំងអស់អូខេប៉ុន្តែយើងតាមអ្វីដែលយើងចង់ដូចគ្នាអូខេនេះយើងអាចគូជាលក្ខណៈអាចថាជាភ្នំជាអីហ៎អូខេតែខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចអាកន្លែងនេះឡាញដែលយើងគូវាមិនមែនជាឡាញទេវាជា object object ដែលវាមានផ្ទៃខាងក្នុងហើយនិងកែមខាងក្រៅជាឡាញនេះអូខេយើងមើលខ្ញុំ right click វា right click ខ្ញុំ right click ពណ៌ផ្សេងចុះហើយខ្ញុំដោះ click វាវិញឃើញទេមានន័យថាវាជាបកកិតទៅវាដូចជា object មួយដែលមានឡាញព័ទ្ធជុំវិញហើយនិងផ្ទៃខាងក្នុងអញ្ចឹងផ្ទៃខាងក្នុងយើងអាចដូរពណ៌ចាក់ពណ៌តាមត្រូវការបានអូខេโอเคចឹងស្ទាយមួយទៀតផុសហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចរើសទំហំនេះកន្លែងនេះគឺទំហំនៃជក់ដែលយើងនេះហ្នឹងអូខេហើយចុងក្រោយតាក់តងជាមួយនឹង pressure ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយវាដូចជាវានៅពេលដែលយើងគូយើងអាចគូតាមតម្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលែងមកទៅវានឹង fix ឲ្យយើងហើយអា fix មានន័យថាវារៀង smooth អូខេអានេះវាមានទំហំខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំដាក់60ចុះចាំមើល60នេះយើងអាចដូរទំហំនឹងបានហើយនៅនេះដូចគ្នាដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានកែមខាងក្រៅហើយនឹងផ្ទៃខាងក្នុងរបស់វាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតតទៅនឹងធួជា rectangle មាន2ឯងមាន2ទី1គឺ3 point rectangle ហើយនឹង rectangle ទៅទេអញ្ចឹង rectangle យើងអាចគូជាការ៉េក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់គូការ៉េយើងចុចShift Hi Control C Control ទៅអញ្ចឹងវាចាប់គ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាជាការ៉េតែបើសិនជាយើងគូសហើយយើងទាញមកធម្មតាអាហ្នឹងវាតាមត្រូវការរបស់យើងវាជាចតុកោណកែងឬក៏ជាការ៉េយ៉ាងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលបន្តមកទៀតគឺតាក់តងជាមួយនឹង3 point rectangle3 point rectangle ហ្នឹងវាជាចតុកោណកែងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការគូស3 point ដូចជា line ដែលយើងមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគូសហើយគូសពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់ចំណុចចុងក្រោយបន្ទាប់មកម៉ៅមួយទៀតដែលយើងមូទៅលើឬក៏ទៅក្រោមទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងគឺជាតតឹងនៃ rectangle របស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែ rectangle ហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងឲ្យវាចេញជាផ្ដេកតាមមុំណាក៏បានដែរឃើញណាអូខេហើយ object មួយមួយគឺយើងអាច move អាចនេះវាបានអូខេយើង move តាមត្រូវការរបស់យើងហើយចុងក្រោយគឺរង្វង់មាន2ដូចគ្នា ellipse ហ្នឹងគឺមានធម្មតាគឺយើងចាប់ទាញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ទាញរង្វង់របស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់មិនមែនជារង្វង់ទេវាអាចជារៀងចតុកោណរង្វង់រៀងពងក្រពើឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជារង្វង់យើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជាអូខេមកសារទៀតអញ្ចឹងបើវាជារង្វង់យើងចុចធម្មតាទៅធម្មតាអញ្ចឹងវាអាចជាពងក្រពើឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជារង្វង់ត្រូវខ្នាតអញ្ចឹងយើងចុច Shift High Control ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាជារង្វង់ហើយគ្រប់កម្មទាំងអស់គឺប៉ុនគ្នាអូខេហើយទី3 point ellipse ហ្នឹងគឺដូចគ្នាដូចចតុកោណនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចទី1រហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយទី3 point ទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យទំហំរបស់វាមានន័យថាគេនិយាយវារីកមានន័យតាមវាអាចជាពងក្រពើឬក៏អីប៉ុន្តែ
dừng còn nọt từ lựa chọn nọt tìm bày kế chẳng tìm mối dừng dừng click mối dừng ổ dừng ổ hình chẳng đo chọn nọt để dừng lén cứ chia chọn nọt trong khỏi lấy ông cặp chặt tay đồng vùng ok ok nè à nấy có vi ai khai để chia đồng vùng thử khả đá dừng đội dừng có cho control tới để dựng cho control tới chân rung vung để dựng ô nó cứ à chân lại bay để dựng thì nó cứ bị chạm ô tô mà tịch ao việc khai để chia rung vung mòn ok nè dựng cho control ok chân bây dựng click thôi mà đá vì ai thay chuyển vùng của phớ rồi gãy và tái nó p để dựng cho control môi mắt chân việc khai để chia rung vung được nè ok chân thua thì và tổng mà tiện nó cứ polygon tool là nó nè vì ai tha tam chồng bao vì bây giờ sẽ lại bay chồng tới vì chỉ tay cầm bây giờ sẽ lại buồn chồng nhé ok dừng dừng mình cù cho mình cù dừng sẽ lại buồn buồn ok dừng ai lập đồ tụm tám bởi sân chỉ nè tập bay chỉ chạy ní chia tay cao 4 chia ai chia chặt tay cao ok tiếp hẻm với miền trùng hẻm chẳng ok bộ mũi ban bộ bảy ok tam tầm rời ca bao giờ ngày nắng nắng cứ với miền trần với miền gì cu chia star ok chẳng nơi nơi khăn ông là thua tầng ọt nắng nơi khăn ông là ní cứ cứ dương miền trần không cả rồi ok nè ok vì miền chia nè chia tab ball nó cứ dừng rồi này mình thấy tha tab ball ta miền phần màn ta tầng màn miền phần đòi phần màn dừng ai được bàn được cái này anh nông vì miền thua tiệt tiệt tôn cho mùi nè chỉ cút cho chỉ là cái nào bài này ok hay vì miền thua xem tiệt tiệt tôn cho mùi nè nè tại nó không lấy dương rơ ban chờn nó bê để dương select là nóng muối nó lại lấy dương rơ style ban chờn ạ tại dương chọn vô chỉ là cái nè bài ní thì cứ dương vô chỉ là cái nè nè bom ram ní rồi cứ dương vô chỉ là cái nè ai thay rút bê đô ok hay thua bắt đầu mà tiếp cứ arrow shape anh nâng có dương rơ ban định mình được nè ok về miền point chỉ là cái nè bài ní vì miền trung chỉ là cái nào bài này ok hay flowchart shape nâng có miền trở này nó không nâng này vì miền style bài này rồi có style bài này bạn ta này cứ bị trở thử chỉ mỗi nó flowchart chứ đổi chat ok đi về đổi chữ chat chứ nhé ok này thua bật top tiết cứ nè banner shape chẳng được không nắng cứ về miền trần nông ca rồi đổi kia nè tam tờ rời ca về miền tóc off về miền prime style nông ca rồi bỏ dữ ok ok hay tua trong khối cứ tẹt tôn nâng call out shape anh nâng cứ mình style chẳng nông ca rơ đuôi kênh bên mình tặng ổ bên mình bỏ mùi style ok style tìm mùi chế dừng ổn làng lỡ vì chênh này lỡ ok style bên mình style chỉ là cái nạp bạp này ok hay anh ấy bộ kết tới với đôi chiếu tôi khác chẳng nhưng cũng qua theo ok dừng cù nó lừa cả đá hot trong bộ np để print được còn np để dừng convert để chia file lục phía ấy dừng ngay chập object na để dừng select ba này ok hay hay dừng châu mà tiện nó cứ tẹt to chưa mới nâng thạch ok chẳng là nó cứ dừng vị trí thạch này ok chăng khá rẻ vì hình xuống tích được xa tại vì score
Unicode Sword. Okay. Chẳng là con nó vì miền nơi okay. Vì miền thạch ở vì miền là phone nó cả hở phone chia Unicode từ cái phone ấy nó dương hở bán hay tầm hôm này phone anh được nói vì miền style và việt điện vì miền style vì miền style đây miền bắt tuột có mày nâng tùm rộng này à tập bọt dương ai rơi dũng được anh ấy video chia Excel nhá. Ok thì không nếu vì mình thay bỏ mùi tiết thay bỏ nó cứ chỉ thách nơi tam thay bỏ mùi mùi nó ok nè mình thay vì mình thách nơi không thay bỏ nè thế này cứ dimension này cả bỏ vào dương mình đi thay dựng ai bỏ object nâng bán ok nè cả chập dimension đôi cho ô kare đôi cho AutoCAD chẳng nè chẳng cả chập dimension này nơi càng lớn nó cứ dựng ai cũng nọt tùm hùm bỏ dimension bao dương ok dựng ai cũng nọt nè bật tốt bỏ dimension để dựng chọn chập nâng ok hay nâng style bỏ vía nè hay nâng đó đi chả style này line bây giờ ok chẳng được không nó bị miền chờ nè dimension chỉ mông dimension là ok này tùm hôm tặng on này này ok hay bị miền style anh ấy mông anh ấy chỉ mở sân ok mình thà anh đi khi dương sạp đã cho nó là môi để dương chọn đặt style nè chẳng dương ai cho xe với trẻ bàn với chị ấy ok hay strict line connect anh đang tẹt tôn cho môi năng vị trí line được kia phần tay vì là biệt đôi chị ok nó được ok mình đã line để dựng vì mình phịch phịch chẳng ok anh ấy cứ cáo sai cáo tại còn thay vì chỉ object same same này nè ok chẳng nó bị để dựng cu lại mùi ok nè chẳng dựng ai chả select lại này chẳng dựng ai edit align đi nâng bàn ok nên line cũ mà cho nó chẳng bắt top bị line bắt top bị thua để sập cũ nhôm vậy bị ca copy hay nâng mù chẳng nếu không object mới mới là bị chạm po vì miền tập pí thì chạm top tay càng kèo chạm po bỏ bắt top nơi chung vinh object nâng người có chạm po tay càng khăn ông chẳng ca chạm po anh chẳng nhóm đồ tùm hôm bỏ lại nâng hồi mơ xuống mơ thế nhưng mà tiêu thay nhóm trong chạp bộp thì còn có nóng dương click thôi mà đà dương click này càng chuyên chuyên thôi mà đà nữa hãy bởi dương chạp bộp thì càng kéo cứ càng kéo dương right click nè right click này là color là để dương chọn này máu hay là biết copy nó bê để dương trong copy dương click object nâng mũi click chẳng dương trong bởi sân chỉ dương trong mù mù dương ai tam tờ ca bao dương bàn dương cho mù đặt lại ná dương tiền máu hay dương lại click máu cái cùng toàn lèn mình đây là dương click máu đo cả lại thì dương cho copy đã nắng dương
hay dừng click mùi tới dự viên này, click tới right click mình tới viên là copy object là ngay còn ta là việc copy vì mình style là mình chặt tiệt mình ra nhưng mà tiêu thay nhóm chạy copy phần tái nhóm chạy control mùi chẳng vì copy tam và tọa trọng chẳng là p đại nhóm right click mùi tới vì bạn object thông mây mùi tiệt chẳng là p đại nhóm chạy control đi vì nó chùm lọng object là hồ tam style của tam cùng liệt này object tìm mùi ta rồi biếp là p đại nhóm copy tìm mùi năng kế control giật dương ta lọc mà khỏi những bạn kế hay tùm ca ca lắp đồ tùm rung này object năng chắc dân select object thế nó bây giờ dân click mũi bên miền nè vì trên chia rung vùng chè chắc là con nắng cứ vì lại ní nó bây giờ dân click dân mũi vì dân ấy cứ dân ai rung một cơ lưu bảo tiên nhóm chọn ở việc tự tùm chất sắp được rẻ bình ok các bạn rồi còn nhóm ai mũi nó không đi dân gọi là select chắc cứ nhà bố dân ai đi bạn nhé ok chắc là tệ tôn chưa mùi nâng thua sẽ đập cú vì vì ở hai phần nặng mà bạn ta còn là dương ai cu tam trụng tam bài bọt xin để dương trong bàn chân để phở tệ tôn là tệ tôn bên giờ này ok chẳng có cùng chân.